Xin chào tất cả các bạn nha. Vào ngày 2 tháng 4 mình có một cái video là hướng dẫn nhận một token rep. Thì các bạn nào có làm dự án này thì các bạn điện form để token phân phối nha các bạn. Thì các bạn cần lưu ý phần link mô tả con bot này thì các bạn bấm vào mục status nha các bạn. Sau khi bấm mục status xong các bạn bấm start. Bấm start rồi bạn bấm my data nha các bạn. Thì các bạn chụp bức ảnh số dư này để giúp mình nha tất cả các bạn. Đây thì nó để loại những thành viên giả mạo thôi các bạn. Rồi sau khi các bạn chụp bức ảnh này xong thì các bạn bắt đập lại cái link form nha các bạn. Thì quản lý cho phần link thứ hai mình mở link form ra. Thì các bạn trước khi khai báo trên dưới địa chỉ nào thì các bạn copy địa chỉ đó nha các bạn. Trước kia mình khai báo địa chỉ ở trên dưới Shopify. Rồi các bạn tìm địa chỉ bên bi Smart Chain Best 20 của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút nhận nè. Ok các bạn sao chép địa chỉ này lại nha các bạn. Rồi các bạn đã sao chép xong thì các bạn trở về Vinform nãy nha các bạn. Đấy. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn gỡ lên bức ảnh Balenci các bạn đã chụp hồi từ trên bot nha các bạn. Rồi nha các bạn, rồi các bạn bấm tay lên nha các bạn. Rồi bấm gỡ được xong. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn rút token xếp đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.